hẹn lại Ly. Gina rất vui khi gặp lại các quý vị khán giả thân thương trong chương trình Khỏe đẹp mỗi ngày. Với cuộc sống hiện đại, các chị phụ nữ luôn tất bật với công việc và gia đình. Đừng lo, Gina đã thu thập hết tất cả những bí quyết khỏe đẹp để gửi cho các quý vị khán giả. Và bắt đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Bí quyết làm đẹp. Bí quyết đầu tiên Gina xin gửi đến các chị em là làm thế nào để có thể biến hóa bản thân theo nhiều kiểu tóc khác nhau. Khi chúng ta đi chơi, đi tiệc hoặc là đi làm thì việc lựa chọn kiểu tóc và trang điểm sao cho phù hợp rất quan trọng. Và để lựa chọn và biến hóa sao cho phù hợp thì mời quý vị khán giả cùng xem clip sau đây nhé. Kiểu tóc xõa nhẹ nhàng sẽ trang điểm theo phong cách khỏe khoắn. Màu mắt sử dụng tông màu cam để tạo điểm nhấn cho mắt trẻ trung, năng động, tự tin hơn. Màu mắt dùng tông màu cam nhạt đánh lên phần màu mắt. Tiếp theo, chúng ta sử dụng son tông màu cam, dùng cọ môi để đánh đều lên môi. Và lưu ý là để gương mặt thanh thoát hơn thì chúng ta nên dùng phấn má màu cam cùng tông với son. 2. Kiểu tóc búi ngửa đầu sẽ trang điểm với tông màu hồng đáng yêu, dễ thương. Sử dụng phấn highlight để tạo làn da căng bóng. Dùng cọ đánh phấn highlight lên vùng trán, sau đó đánh chéo lên vùng gò má. Và tiếp theo chúng ta sẽ dùng phấn má màu hồng cánh sen dạng kem. Dùng ngón tay để thoa đều lên phần gò má. Và cuối cùng là dùng son môi màu hồng cánh sen, dùng cọ môi để toa đều màu son. Ba, kiểu tóc búi thấp sẽ trang điểm theo kiểu thông dụng. Sử dụng chì kẻ mày dạng vặn, đánh đều màu lên chân mày. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng cọ môi và son màu đỏ để đánh đều lên toàn bộ môi. Clip trên thì các chị em chỉ cần nhớ giúp Gina những bí quyết này để tiết kiệm tối đa thời gian của mình. Với những chị em thường để tóc dài và xõa thì trang điểm tông màu cam sẽ giúp bản thân năng động, tươi tắn và khỏe khoắn hơn. Đối với tóc búi nửa đầu thì các chị em nên sử dụng tông màu hồng khi trang điểm sẽ giúp cho bản thân ngây thơ, trong sáng và dễ thương hơn. Đối với kiểu búi tóc thấp thì các chị em nên nhấn ở chân mày, sử dụng son môi đỏ để giúp cho bản thân trở nên quyến rũ, quý phái và thanh lịch hơn. Các chị em cần lưu ý chúng ta nên chọn màu son môi làm sao cho phù hợp với màu kính mà mình đang sử dụng nhé. Bí quyết thứ hai, chọn màu son phù hợp với mắt kính. Sử dụng màu son đỏ phối cùng với kính màu vàng, dùng son kem màu đỏ thoa đều khắp môi. Dùng son dưỡng thoa đều lên môi để tạo độ căng bóng. Và cuối cùng là sử dụng kính mát màu vàng để tạo phong cách trẻ trung, năng động và tinh nghịch. Sử dụng son màu hồng phối cùng kính màu xanh lam. Đầu tiên, sử dụng son kem màu hồng cánh sen làm lớp nền và thoa đều lên môi. Tiếp theo, dùng son môi màu trắng đánh lên lòng môi và sử dụng cọ môi để đánh đều lên toàn bộ môi.
phấn màu xanh lam để tạo nên phong cách dễ thương, điệu đà. Các bí quyết mà Gina vừa mới giới thiệu cho quý vị khán giả sẽ giúp cho các bạn nữ cảm thấy tự tin, năng động và thu hút ánh nhìn của người đối diện hơn. Khi các chị em sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc, không biết chị em có để ý là liều lượng mình sử dụng đã đúng và có hiệu quả hay không? Hướng dẫn dùng đúng liều lượng của các sản phẩm dành cho tóc. Với các loại serum dưỡng tóc thì cách dùng như sau. Tóc ngắn dùng một lượng nhỏ, cỡ bằng 3 hạt đậu. Tóc dài dùng một lượng lớn hơn, kích cỡ bằng một đồng xu lớn. Dùng tay có chiếc serum dưỡng tóc, bóp nhẹ từ thân tóc đến ngọn tóc rồi đã có một mái tóc ống mượt và chắc khỏe. Dầu dưỡng tóc thì dù tóc ngắn hay tóc dài chỉ cần đổ ra tay một lượng nhỏ bằng một đồng tiền lớn. Xoa đều từ chân tóc đến ngọn tóc để giúp cho tóc bóng mượt và chắc khỏe hơn. Việc chăm sóc tóc thì các chị em cũng đừng quên chăm sóc móng tay và khiến bàn tay của mình trở nên lung linh và xinh đẹp hơn. Và sau đây Gina sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả các mẫu sơn đa dạng và phong phú. Bộ sưu tập móng tay đa sắc thái mà quý vị có thể tha hồ lựa chọn. Kiểu móng thứ nhất. Đầu tiên, dùng son dưỡng móng không màu làm lớp nền, sơn đều lên móng tay. Tiếp đến, dùng nước sơn màu hồng cam, sơn đều lên móng. Dùng sơn nhũ kim tuyến bạc, sơn lên khóe dưới của móng tay để tạo điểm nhấn. Sau đó dùng sơn bóng không màu phủ lên một lớp thật đều để tạo độ bóng và giữ bền màu. Cuối cùng, dùng keo chuyên dụng dành cho móng thoa lên phía trước, ngay lớp kim tuyến của móng tay một lớp keo và dùng nhíp gắn các hạt đá lên. Thực hiện các bước tương tự để có được một bộ móng tay thật đẹp và hiện đại. Kiểu móng thứ hai. Đầu tiên, cắt băng keo hai mặt hình cầu vòng, dùng nhíp đặt lên phần dưới của móng tay. Tiếp theo, dùng hai ngón cái vuốt nhẹ hai mép theo hai khóe hai bên móng. Sau đó, chúng ta sẽ sơn màu xanh lam thoa ở phần dưới đang chừa trống. Phần trên của móng dùng sơn màu hồng. Và dùng nhíp kéo phần băng keo hai mặt tách ra khỏi móng. Sau đó dùng những củ chuyên chấm bi trên móng. Cuối cùng dùng sơn bóng không màu để tạo độ bóng giúp bền màu sơn. Lần lượt làm hết tất cả các bước trên các móng tay còn lại là đã có được một bộ móng tay thật trẻ trung và tinh nghịch rồi. Chỉ cần chị em chúng ta khéo léo một chút, tỉ mỉ một chút, bỏ ra một ít thời gian thôi thì đã có ngay các mẫu sơn xinh đẹp, lung linh và điệu đà rồi. We'll be right back.
thì Gina đã chia sẻ cho quý vị khán giả các bí quyết để làm đẹp, để khiến cho các bạn nữ có thể tự tin hơn. Và tiếp theo là chuyên mục Mỗi ngày một sản phẩm. Các chị em phụ nữ từ 25 tuổi đã xuất hiện quá trình lão hóa da. Vì vậy, các chị em nên sử dụng các sản phẩm kem chống nhăn để bảo vệ da của mình. Thì hôm nay, Gina sẽ đem đến cho quý vị khán giả một sản phẩm Ina Trinkle Tea đến từ thương hiệu Salon Nhật Bản. Kem chống nhăn có các công dụng như sau: làm mờ các nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, mũi, miệng, ngăn ngừa các nếp nhăn sâu hình thành từ bên trong và cung cấp độ ẩm, tăng độ đàn hồi cho da, ngăn chặn chứng viêm da sau khi tiếp xúc với tia tử ngoại, ánh sáng mặt trời, bảo vệ da khỏi những tác nhân từ bên trong và bên ngoài. Và đầu tiên thì các chị em cần lấy ra một lượng sản phẩm bằng hạt đậu. Sau đó chúng ta hãy xoa đều trên các đầu ngón tay. Và tiếp theo chúng ta sẽ thoa lên những vùng có nhiều nếp nhăn giống như là khóe mắt, khóe mũi và khóe miệng. Sau đó chúng ta vỗ nhẹ để sản phẩm thẩm thấu vào da. Thời tiết thay đổi thất thường, lúc nắng lúc mưa thì rất dễ khiến cho chúng ta bị bệnh cảm lạnh. Và sau đây là các cách phòng bệnh cảm lạnh một cách hiệu quả. Phòng chống bệnh cảm cúm. Cách thứ nhất, đầu tiên chuẩn bị một bình xịt nhỏ, sau đó vặn nắp bình xịt ra, đổ một lượng nhỏ khoảng 50ml rượu vào bình. Tiếp đến dùng tinh dầu bạch đàn nhỏ vào rượu, để nước lại và lắc lên. Sau đó dùng nước cất đổ vào hỗn hợp bao gồm rượu và tinh dầu, lắc đều lên và xịt xung quanh phòng. Cách 2, đầu tiên chuẩn bị 2 khẩu trang y tế và 2 tờ khăn giấy. Sau đó, gấp 2 tờ khăn giấy lại cho bằng với chiều dài của khẩu trang, dùng nước xịt vào miếng khăn giấy đã gấp và đặt lên một chiếc khẩu trang. Cuối cùng, đặt thêm một chiếc khẩu trang lên phía trên tờ khăn giấy và đeo lên mặt trước khi ngủ là đã có một cơ thể sảng khoái vào buổi sáng rồi. Vật dụng đơn giản như nước, rượu, tinh dầu, khẩu trang, khăn giấy là chúng ta đã không còn lo lắng về vấn đề cảm lạnh do thời tiết nữa. Đến với chuyên mục Khỏe để đẹp, Gina sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả bài tập yoga cổ vai gáy. Bài tập này đặc biệt rất hữu ích cho nhân viên văn phòng, bởi vì nhân viên văn phòng thường hay ngồi nhiều và ngồi sai cách thì nó sẽ khiến cho cổ vai gáy đau nhiều hơn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thúy Na, mình đang là huấn luyện viên yoga tại City Gym. Rồi đầu tiên chúng ta ngồi về thảm của mình, canh sao cho hai đầu gối thẳng hàng với nhau, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Từ từ hít vào, chúng ta nâng vùng cằm cao lên. Hãy kéo căng vùng cơ cổ phía trước. Thở ra, chúng ta hóp bụng giữ lại và gập cằm hướng về phía ngực. Hai vai chúng ta thả lỏng. Hít vào lần hai, chúng ta nâng cằm lên cao, kéo căng vùng cơ cổ phía trước, không đè nén đốt sống cổ phía sau. Thở ra, từ từ gập cằm ép sát về lồng ngực, kéo căng cơ cổ phía sau. Hít vào, chúng ta nâng cằm lên, vươn dài vùng cằm hơn nữa. Thở ra, chúng ta gập cằm ép sát về phía ngực. Và hít vào, chúng ta đưa mặt về chỉnh diện. Chúng ta thực hiện bài tập cổ 5 đến 7 lần. Động tác thứ hai, hít vào vùng bụng căng tròn lên,
và thở ra, chúng ta nghiêng đầu sang bên phải. Hãy kéo căng vùng vai trái, cơ cổ bên trái. Chậm rãi hít vào, chúng ta nâng đầu về chính giữa. Thở ra, chúng ta nghiêng sang phải. Giữ thẳng cho lưng. Vai bên trái kéo xuống, vùng cơ cổ kéo ngược lại. Hít vào nâng đầu lên. Thở ra nghiêng sang trái. Và hít vào, chúng ta nâng lên. Vẫn tương tự, chúng ta lặp đi lặp lại và hít thở đều. Tiếp tục chúng ta đến động tác thứ 3. Lưng giữ thẳng, hai tay chúng ta vươn lên cao, luôn giữ cho lưng thẳng. Kéo dài mũi tay hướng lên trần nhà. Đan các ngón tay lại, hít một hơi thật sâu. Nghiêng người sang bên phải. Khi nghiêng, chúng ta ấn chặt mông bên trái xuống sàn nhà, hóp vùng bụng dưới lại. Chúng ta lặp đi lặp lại 5 đến 7 lần. Và lần cuối giữ, hít thở đều. 4, 3. Bạn hãy cảm nhận vùng hông trái, lên sườn trái, cánh tay trái, vào vùng vai gáy, kéo căng ra. 2, 1 và hít nâng nhẹ người lên. Và thở, chúng ta lặp lại đổi bên. Nâng cằm hướng lên trần, giữ lại 5. Hít thở đều 4, 3, 2 và 1. Hít nâng người lên trở lại. Và khi thở ra, chúng ta hạ đặt hai tay lên đầu gối của mình, đưa nhẹ cằm hướng về phía lồng ngực. Chúng ta bắt đầu bài tập xoay cổ. Hít vào, xoay cằm qua bên trái. Thở ra, chúng ta gập cằm xuống. Rồi xoay được 3 vòng, chúng ta bắt đầu xoay theo chiều ngược lại. Chúng ta đã thực hiện xong các tư thế giúp xoa dịu, giải tỏa đi những sự co cứng các vùng cơ ở vai, gáy và cổ của mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những bài tập tiếp theo. Bài tập này rất đơn giản, chỉ cần chúng ta ngồi yên đúng tư thế và tập theo các động tác yoga trong đoạn clip vừa rồi thì những cơn đau thắt ở cổ, vai, gáy sẽ nhanh chóng tan biến.